ăn, ăn. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn. Thế còn tôi là gì của anh? Việc này lại không chịu đi. Mãi mãi là con vô danh tiểu tốt của tôi. Là hai đứa chúng mày hãy biến mất khỏi thế giới này. Ngọc, em còn làm sao không? Chân em đau quá, okay. Chật chân rồi anh ạ. Nào, thế bây giờ em có đi được không? Em không đi được, chân em đau quá. Thôi, để anh đưa em vào nhé. Nào, đi từ thôi. Anh Trung, em biết là anh thích em phải đúng không? Anh làm gì ấy? Cô ra là ai? Cô lại đến đây làm gì? Em tính rủ anh đi ăn. Nhưng mà cô ta là ai mà hai người đến ta đấy? Thôi thôi đi. Ăn, ăn. Lúc nào cô chỉ nghĩ đến ăn. Trong đầu cô không thoát khỏi cái chữ ăn được à hả? Cô xem cô đi. Có khác gì cái thùng phi di động không? Mà suốt ngày cứ ăn. Anh quá đáng nó vừa thôi. Cô ta là ai em được chứ? Cô nhìn thì biết. Đây là người yêu tôi. Được chưa? Thế còn tôi? Tôi là gì của anh? Chẳng là gì cả. Anh... Thế mà anh bảo anh yêu tôi. Anh vừa mới ra trường được có vài tháng. Thế mà đã thay lòng đổi dạ rồi. Tôi nói cho cô biết nhé. Hết yêu ấy là chuyện bình thường. Mà tôi nghĩ ấy, chắc là do ngày xưa tôi ngu, cho nên tôi mới yêu cô. Cô thì vừa béo, vừa xấu, công việc thì không có, béo đến mức ấy, không có cái chỗ làm nào mà dám nhận cô vào làm cả. Cô thấy cô có gì xứng với tôi không? Hả? Anh... Phải, tôi là người như thế đấy, làm sao không? Người như cô ấy, không có gì xứng đáng với tôi cả. Người xứng đáng với tôi ấy, phải như Ngọc. Ngọc vừa xinh đẹp, quyến rũ, lại còn có địa vị. Như thế đã đủ cô hiểu chưa? Thôi, mình đi đi em. Bố vừa tan xong, nhưng mà con có việc gì mà gọi bố ra đây gấp thế? Bố nhìn vào anh đi. Sao? Nhưng mà có chuyện gì? Bố có quen không? Có chứ. Bố lái xe cho chủ tịch mấy chục năm rồi. Có ai mà trong gia đình mà bố không biết đâu. Đây là con Linh, con gái chủ tịch. Nhưng mà hiện tại thì nó không sống cùng với gia đình. Nó muốn ra ngoài tự bươn trải lập nghiệp, mà bây giờ hình như cũng chưa đi làm ở đâu rồi phải. Hóa ra là con gái của chủ tịch thật à? Sao? Nhưng mà con hỏi như vậy là có chuyện gì? Bố, con cần bố giúp con một việc. Có chuyện gì? Con nói đi xem nào. Thay đổi số phận. Sao? Thay đổi số phận á? Cô cần gặp tôi có việc gì? Cô lên xe đi. Có việc gì thì cô nói luôn đi. Có việc gì á? Việc này đấy. Chết đi.
gái của lái xe đi. Bắt đầu từ giây phút này, con chính là con gái của chủ tịch tập đoàn này. Là một cô tiểu thư vừa đi phẫu thuật giảm béo về đúng không? Để có thân thiện như thế này. Ngọc. Anh Trung, sao đến đây? Linh đâu em? Linh đâu? Em chính là Linh đây. Em nói cái gì? Em xin lỗi anh. Em xin lỗi vì em đã dối anh. Em đã không nói với anh về việc em chính là con gái của chủ tịch. Tại em muốn tự lực cánh sinh cho nên em đã ra ngoài ở và tự đi xin việc ạ. Ngọc, em nói cái gì anh không hiểu. Làm sao em có thể là Linh được? Em chính là Linh béo đây. Em đã phải đi phẫu thuật thẩm mỹ. Với cả em vừa nhận lại gia đình xong anh ạ. Em nói sao? Phẫu thuật thẩm mỹ? Tại em thấy anh thích cô Ngọc. Anh thích hình dáng của cô ta. Với cả bây giờ khoa học tiến bộ rồi anh ạ. Em đã thay đổi hình dạng của mình. Mà cô ta cũng chỉ là con của lái xe thôi. Làm sao so sánh với em được? Anh Trung, em biết. Với cả em đã đuổi việc cô ta rồi. Cái gì? Những lời em nói có thật không? Anh Trung, em biết là anh vẫn còn yêu em, có đúng không? Anh... Chúng mình làm lại từ đầu anh nhá. Nhá. Em này. Dạ. Anh bất ngờ quá. Nhưng mà công nhận hình dáng này rất là hợp với em. Có điều là anh vẫn chưa quen cho lắm. Ơ, cái vòng tay của ai rơi này? Lại trà sữa. Uống thì uống tận 2 cốc cơ. Thế em không định giảm cân à? Nhưng mà em cứ bị thèm ấy. Tem 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 tem. Ơ cái gì đấy? Yêu thế. Đây là chiếc vòng đôi anh đặt cho hai đứa mình đấy. Tháng lương đầu tiên mà anh được nhận tiền ấy, anh muốn mua cho em một món quà gì thật là ý nghĩa. Đây là món quà quý giá nhất từ trước đến nay của em đấy. Để đây anh đeo cho. Chắc tí nữa em phải gửi bảo vệ để trả lại cho người mất anh ạ. Chờ chút, anh có điện thoại. Vâng ạ. Alo, ai đây ạ? Linh nhá. Đây. Cô định lừa ai đây à? Hả? Linh đang ở bên cạnh tôi đây. Cô là Linh nào? Bỏ cái kiểu lừa đảo đi đi, biết chưa? Ai gọi anh đây? À, số lạ em ạ. Nhưng mà người ta lại biết tên anh. Lại còn tự xưng là Linh nữa. Anh nghe cái giọng ấy thì cũng giống lắm. Sao... sao có thể thế chứ? Thì làm gì có chuyện đấy. Chẳng phải là... em đang ở đây sao? Đúng thế anh ạ. Bây giờ lừa đảo đầy ra. Anh phải cẩn thận nhá. Đừng tin với tin vẩn. Có chuyện có Linh, gọi cho thằng Trung thật à? Vâng, nó gọi cho anh Trung quá. Là may, là anh Trung không tin. Cứ cái đà này, con sợ sẽ bị lộ mất. Phải khử tố. À, bỏ ra! Con danh này, mày dám xung điện thoại để gọi cho anh Trung có đúng không? Các người làm gì đấy? Tôi la lên bây giờ. Mày nghĩ bây giờ mà còn là tiểu thư á hả?
tao nói cho cái mặt mày biết nhá. Trên dưới tập đoàn và cả nhà mày nữa. Đừng nghĩ tao là mày rồi. Bây giờ tao mới là tiểu thư, còn mày mãi mãi là một con vô danh tiểu tốt mà thôi. Thả tao ra. Thả? Thế bây giờ mày muốn thả từ trên đỉnh núi xuống mất xác hay là thả cho xuống mất xác hả? Đi. Tao sẽ tự nhận nhé. Chính xác. Anh Trung. Linh, em có làm xong không? Không. Dỗ. Tôi biết. Cô không phải là Linh. Nếu cô là Linh ấy, thì tại sao chiếc vỏ của chúng ta cô không nhận ra hả? Em... Hóa ra cô giam giữ Linh chỉ vì cô muốn chiếm địa vị của cô ấy. Anh Trung, em xin lỗi. Chỉ vì em quá yêu anh cho nên em mới làm như vậy. Anh tha lỗi cho em nhá. Anh Trung. Cô yêu tôi à? Xin lỗi. Chắc là cô đã hiểu nhầm rồi. Những gì tôi nói với cô chắc là cô vẫn nhớ chứ. Đây đây, em ngồi xuống. Rồi. Ừ, để tí nữa xuống kia anh mua cho em thuốc nhá. Vâng ạ. Ngọc này. Những lời mà anh vừa nói với em ấy, em được tin là thật nhá. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã lợi dụng em để thúc đẩy Linh. Cái gì? Anh rất yêu Linh. Anh rất là yêu cô ấy. Nhưng mà tính của Linh thì rất là trẻ con. Cô ấy không suy nghĩ gì cho tương lai của mình cả. Cô ấy đã đi xin việc ở rất nhiều nơi rồi, nhưng không chỗ nào dám nhận vì ngoại hình của Linh cả. Cho nên anh đã dùng cách này để có thể xa Linh một thời gian. Bởi vì anh nghĩ biết đâu lại có thể thúc đẩy Linh để cô ấy tự thay đổi ngoại hình của mình. Hóa ra anh chỉ lợi dụng em thôi. Ngọc, anh xin lỗi. Anh biết tình cảm của em dành cho anh là thật. Nhưng mà anh chỉ yêu của mình Linh thôi. Anh xin lỗi. Họ đã làm như thế. Em đã trách móc nhầm anh rồi. Em xin lỗi. Em xin lỗi anh. Anh xin lỗi. Nói là do anh. Chỉ vì anh muốn em thay đổi cho nên anh mới nghĩ ra cách đấy. Anh đã làm tổn thương em rồi. Đến nước này thì chỉ còn một cách là hai đứa chúng mày hãy biến mất khỏi thế giới này. Này, ông nghĩ ông làm được điều đấy à? Hả? Ông có nghe thấy gì không? Tiếng xe của công an đấy. Tôi nói cho ông biết, công an đã bao vây tất cả khu vực này rồi. Mình đi thôi. Em. Anh. Anh tặng em này. Cái gì đấy ạ? Đây là viên uống giảm cân Gassimax. Là viên uống giảm cân uy tín và hiệu quả của tập đoàn Kohino. Gồm các thành phần thiên nhiên như cao cây nụ, cao trà xanh, Capsimax. Cho nên ấy, viên uống giảm cân Gassimax có tác dụng tăng cường chuyển hóa chất béo, chuyển hóa mỡ thừa mỡ dư để giảm cân giảm béo, giúp chị em phụ nữ lấy lại vóc dáng. Hiện nay, Gassimax là sản phẩm giảm cân được chị em phụ nữ săn lùng rất là nhiều. Thế ạ? Ôi, đúng thứ em đang tìm anh ạ. Ngoài ra nhá, bên tập đoàn Kohino còn có cả kem tan mỡ Rich Skin Hot Burning, giúp làm tan các vùng mỡ thừa ở bụng, cánh tay, đùi, giúp làm săn chắc. Em chỉ cần dùng kem tan mỡ Rich Skin Hot Burning xoa lên chỗ cần làm tan mỡ ngày 2 lần, kết hợp với cả viên uống giảm cân Gassimax thì hiệu quả giảm cân tan mỡ sẽ rất là nhanh đấy. Thế ạ? Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh đã quan tâm đến em. Thôi, em uống luôn đi. Dạ. Này.
Cái này tối em về em bôi luôn anh nhỉ. Hy vọng sau này hai người sẽ trở thành người tử tế. Cô là một cô gái thông minh, xinh đẹp. Nhưng mà cô mà sống lương thiện nữa thì cuộc sống của cô bây giờ đã khác rồi. Đúng thế. Chỉ cần chúng ta là người lương thiện thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Cũng giống như em vậy. Em cảm thấy may mắn nhờ có anh. Và có kem tan mỡ rất chín hot burning và viên uống giảm cân ga xinh lắm. Mà bây giờ em đã lấy lại được tự tin rồi đấy. Điều kỳ diệu mang tên